quý vị, thưa các bạn, sau 14 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt không chỉ được cải tiến vượt bậc về chất lượng và mẫu mã, mà ngày càng chiếm ưu thế trong xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. Tại kênh bán lẻ hiện đại, tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị của doanh nghiệp trong nước hiện chiếm trên 90%. Tại các hệ thống siêu thị nước ngoài chiếm từ 60 đến 96%. Ở kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tạp hóa cũng chiếm từ 60% trở lên. Hàng Việt có độ phủ lớn tại hệ thống phân phối nội địa, được người tiêu dùng trong nước tin tưởng. Bên cạnh chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt đã biết khai thác yếu tố văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền để tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần hình thành hệ thống phân phối hàng Việt Nam rộng khắp cả nước, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một điều có thể nhận thấy, hiện nay người tiêu dùng luôn sẵn sàng ủng hộ tin dùng hàng Việt. Sau khi mình ra cửa hàng và xem xét thì là mình lựa chọn sản phẩm của hàng Việt Nam về cho con dùng thử. Thì cũng thấy là con dùng tốt, hợp với sản phẩm. Ngoài sữa thì mình còn sử dụng thêm những nhu yếu phẩm thiết thực trong tiêu dùng hàng ngày của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Hà Nội hiện có 28 trung tâm thương mại, 142 siêu thị, 1.840 cửa hàng tiện ích, địa điểm kinh doanh thực phẩm và 455 chợ truyền thống. Hàng Việt chiếm đa phần ở các nhóm hàng như thời trang, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, thực phẩm tươi sống. Tại các hệ thống bán lẻ lớn như Coopmart, Big C, Go, Vinmart, Mega Market, Big C, Hapromart, hưởng ứng cuộc vận động, các doanh nghiệp bán lẻ liên tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt. Ví dụ như ở Sài Gòn Coopmart, để nâng cao tỷ lệ hàng Việt, hệ thống này thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, cải tiến chất lượng, mẫu mã, bao bì phù hợp thị hiếu tiêu dùng, liên kết với một số nhà sản xuất trong nước để đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên kinh doanh các sản phẩm made in Việt Nam và các đặc sản làng nghề. Đối với hệ thống Coopmart thì hiện nay chúng tôi là kinh doanh trên 90% là hàng Việt. Và đối với cái nhóm hàng gọi là lương thiết yếu, đó trong đó là lương thực, thực phẩm và các gia vị. Bên cạnh đó là các sản phẩm mà phục vụ cho công cụ dụng cụ dành cho gia đình. Mỗi doanh nghiệp cũng tự ý thức được là làm sao mẫu mã phải thay đổi, cải tiến và người tiêu dùng dần dần người ta chấp nhận. Và sản phẩm của hàng Việt của mình ngày càng có chỗ đứng trong người tiêu dùng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng làm chương trình này là hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt để làm sao là cầu nối để cho hàng Việt đến tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Các doanh nghiệp đã ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với lợi ích của người tiêu dùng, mạnh dạn đầu tư, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, mẫu mã đa dạng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, từ đó hình thành thói quen tin dùng hàng Việt. Hiện tại thì công ty của chúng tôi đang làm là bán thủ công, tức là cũng sử dụng những cái loại máy sấy như là máy sấy lạnh với công nghệ của Nhật Bản, nhưng mà vẫn áp dụng những cái yếu tố truyền thống, tức là những kỹ thuật truyền thống để tạo ra được cái sợi bún, sợi mì nó dẻo và nó thơm hơn bằng cái câu chuyện là làm kết hợp các cái kỹ thuật thủ công như thế. Hiện tại năng suất sản xuất của công ty thì đang chỉ sản xuất ra được từ 500 đến 700 cân một ngày. Nhưng mà bởi vì là thương hiệu mới, sản phẩm mới cho nên là hiện tại là công ty chỉ đang tiêu thụ được khoảng tầm 3 đến 5 tấn hàng trong một tháng. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ đang cố gắng phát triển thêm cái thị trường nội địa để mà phổ cập thêm nhiều hơn nữa những cái sản phẩm chất lượng của Việt Nam đến với người tiêu dùng Việt Nam. Để cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt được lan tỏa sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động mua sắm theo hình thức phù hợp với tình hình mới, từng bước khẳng định vị thế của hàng Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, để người Việt Nam tự hào khi sử dụng hàng Việt Nam.